Xin chào các bạn, mình là Taka. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề cực kỳ là thú vị. Campuchia, một anh bạn láng giềng láng tỏi của Việt Nam nghìn đời nay rồi. Thế nhưng hãy tạm bỏ qua những cái chủ đề nhạy cảm, như là một số người vẫn thường hỏi, Việt Nam giải phóng là xâm lược Campuchia. Người Campuchia rất là ghét Việt Nam, có đúng như vậy không? Đó là những chủ đề mà mấy năm gần đây được giới trẻ Campuchia và Việt Nam tranh cãi, thậm chí là gây hấn, xúc phạm nhau đầy nặng nề trên các mạng xã hội. Hãy bỏ qua những thù hằn cay nghiệt đi. Trong video ngày hôm nay, Taka sẽ chỉ đề cập đến những sự thật, góc nhìn thú vị về người Campuchia mà rất có thể là bạn đã bỏ lỡ. Cùng đón xem nhé! 30 điều thú vị về Campuchia. Số 1. Chúng ta hãy cùng bàn về con người Campuchia trước nha. Cùng là dân châu Á, da vàng mũi tẹt, thế nhưng nước da người Khmer lại đậm hơn. Lông mi dài và cong, trong trắng nhiều hơn trong đen. Tóc thường xoăn ít hoặc là hoe nắng. Theo ta càng nghĩ thì chắc vì người dân ở đây không có thói quen đội nón nên mới có màu hoe nắng như vậy. Ai mà biết chính xác vì sao người dân nước bạn lại có màu tóc hoe hoe vàng thì nhớ comment bên dưới nha. Số 2. Hầu hết người dân ở đây đều ở nhà sàn, chứ ở trung tâm phố thị, và họ không tràn ra đường lộ, dành nhau mặt tiền làm cái gì. Có vẻ là người dân sống khá giản dị. Ở quê nhà vệ sinh thường là ở trong vườn, kiểu đào lấp mà thôi. Trong vườn thì không thấy hoa hay bầu bí gì cả, mà chỉ có một vài loại rau cỏ phổ biến. Số 3. Giao thông ở Cam thì vô cùng là thoải mái các bạn ạ. Đường phố ở đây mặc dù hẹp nhưng bù lại ít đường ngang, xe ít bóp còi và gần như là không có hẻm, không thấy có cảnh sát giao thông. Cả nước thì không có trạm thu phí nào, rất là ít taxi vì xe hơi quá là rẻ, nhà nào cũng có luôn. Giao thông công cộng kém, chỉ có vài tuyến xe buýt ở Phnom Penh, chủ yếu là các loại tuk tuk, motor remote, xe gắn máy kéo hay là xe ôm. Ôi, không biết vì sao mà giá xe hơi ở đây rẻ thế nhở. Ước gì nước mình cũng có giá đấy thì mỗi nhà đều có ô tô mà đi. 4. Trang phục truyền thống của nữ là mặc sarong, loại váy dài rộng quần lại. Nam là samphurt, váy rất là rộng, quấn chính giữa thành ống quần. Khăn kama đa năng, có thể quấn cổ đội đầu, làm quần ngắn cho nam, buộc thức ăn, điệu hoặc làm võng cho em bé và thậm chí là trói kẻ thù nữa. Trang phục này không những vừa đẹp lại vừa đa di năng. Số 5. Campuchia chưa hề có lưới điện quốc gia, thường phải mua từ Việt Nam, Lào và Thái Lan. Thiếu và yếu, điện thường xuyên bị cúp nên các công ty nhà hàng khách sạn đều phải dùng máy phát riêng. Buổi tối đi trừ vài trung tâm mua sắm ở Phnom Penh, Siem Reap, Sihanouk, hầu hết đường phố đều tối om. Vùng quê chỉ dùng máy phát rộng bình. Củi vẫn là chất đốt phổ biến ở quê. Thiếu điện thế này thì khu công nghiệp khó mà phát triển được. Chẳng trách đời sống kinh tế của anh Campuchia chưa được tốt cho lắm. Số 6. Y tế ở đây chỉ tập trung ở các đô thị mà thôi. Bảng hiệu chữ thập màu đỏ là y tế nhà nước, rất ít khi xuất hiện. Đa phần là chữ thập màu xanh, y tế tư nhân, là các hiệu thuốc, phòng khám bệnh viện. Người Campuchia đi khám bệnh và chữa trị ở Việt Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh rất là đông. Họ trả tiền khám và mua thuốc như người Việt. Người bệnh và chăm sóc bệnh được ưu tiên khi nhập cảnh vào Việt Nam. Số 7. Gạo Rum Ruan, tiếng Phạn thì là hoa thị, quốc hoa của Campuchia, là loại gạo ngon nhất thế giới. Nếu như đến đây du lịch, anh em hãy thử mang ít một hạt giống về Việt Nam, trông xem có nên cơm lên cháo gì hay không nhá. Số 8. Thuộc nhóm văn hóa ăn bốc, viết chữ Phạn nên ở đây có cái lạ lùng là người dân viết câu không có chấm phẩy gì hết. Các dấu lớn thì khác chữ Việt Nam. Dấu được đặt trước, sau, trên, dưới các chữ cái. Cách phát âm từng chữ và đánh vần như chữ Việt, nói xấu thì ngược lại. Hai con thì lại nói đến con hai, kiểu kiểu thế. Trời ơi, nghe rồi não quá đi mất mà. Số 9. Tiếng Khmer thì không có âm tr, chỉ có âm tờ và r. Bắt đầu câu thường bằng từ som, giống nghĩa từ xin ở trong tiếng Việt, và từ please tiếng Anh. Kết thúc câu luôn bằng prat, dành cho nam, và cha dành cho nữ, giống như là từ dạ vâng. Có vẻ là cũng khó phát âm phết đấy. Không biết là mình đọc có chuẩn đấy chưa? Anh em nhớ like video này và nói cho tôi biết nha. 10. Nếu như nước mình hay đi vay mượn tiếng nước ngoài thì người anh em Campuchia cũng đi vay mượn tiếng nước mình. Nhiều từ tiếng Khmer vay mượn tiếng Việt như là kho, quay, xeo, trôi nước, bột lọc, trong ẩm thực hay là mùng, áo, vải vóc. Nghe có vẻ thú vị chứ? Và có một sự thật nữa là tiếng Việt thì cũng mượn tiếng Khmer. Anh em có biết một vài từ nào hay không? Taka biết một vài từ như là thao lao trong tiếng Việt, là sao lao, cây bằng lăng trong tiếng Campuchia. Bừng là bang hồ lớn hay đầm nước rộng. Nhiều địa danh ở Campuchia cũng có tiếng Việt, như là Nam Vang là Phnom Penh,
Cầu Sài Gòn thì là cầu Minovong. Biển Hồ, tiếng Campuchia là sông Lê Sapang, sông Lê Saplek. Đề thiên đề thích là Angkor Thom, Angkor Wat hay núi Hồng, thì trong tiếng Campuchia là núi Kelen. 11. Cách chào của người dân ở đây rất đặc biệt. Hai bàn tay chụm lại giống hình bút sen, để trước ngực là chào bạn bè con cháu, ngang miệng, ở dưới mũi là chào tôn trọng, để dưới trán là chào sư sãi, ông bà, thầy cô và cha mẹ, để trên trán qua đầu là để chào vua. Còn vui một chút thì qua Việt Nam, nếu mà thấy hai vợ chồng cãi nhau, chồng cãi không lại chắp tay khỏi đầu vái, thua rồi tôi lạy bà. Họ cứ tưởng người Việt xem vợ là to nhất, gấp mấy lần vua cơ. Vui đúng không? 12. Người Khmer thì ăn khô mà nướng là chủ yếu, tiếp đó là xào. Vì ăn bằng tay nên luôn có pan thường, chén nhỏ đựng nước. Nhà nghèo thì dùng gạo dừa, nhà khá hơn thì dùng chén đồng, nhà giàu dùng chén bạc, vua mới dùng chén vàng. Nghe như là trong chuyện cổ tích vậy. 13. Các món ăn góp phần tạo nên văn hóa ẩm thực của người Khmer là bia học lành, mắm trưng, bia học ang, mắm nướng, nùm canh chóp, curry bún cá, sam loco, một dạng kiểm, hay cu thiêu, hủ tiếu, lạp xưởng xiêm rệp, các loại khô biển hồ. Các món ăn này đều về liên quan đến cá nhờ. Coi chừng nhầm với khô cá miền Tây đó nha. 14. Campuchia có 3 di sản thế giới vật thể là quần thể Angkor, Siem Reap, Den Prea Vihara, quần thể Sambor Prikok, Kampothong. Các di sản thế giới, di sản quốc gia đều miễn vé cho người Khmer và người sinh ở Khmer. Vì đó là di sản tổ tiên để lại cho con cháu người Khmer, nên chỉ bán vé cho người không phải là Khmer mà thôi. Điều này thật là tuyệt vời, Việt Nam cũng nên như thế. 15. Sự tích núi Nàng núi Trang ở Kampong Cham giống như sự tích Ao Ba Om ở Trà Vinh. Đã phân định con gái Campuchia cưới chồng nên con trai phải ở rể. Họ giải thích rằng chồng là trụ cột trong nhà, thường xuyên đi làm xa nên con gái ở với mẹ mình tiện hơn. Khi ốm đau hay chữa đẻ, mẹ ruột cũng chăm mình tốt hơn. Đây thì cũng là một cách nghĩ nhân văn và hợp lý đấy chứ. Anh em nào muốn ở rể thì cứ qua Campuchia, tương lai nhờ nhà vợ là đây chứ đâu. 16. Phật giáo là quốc giáo, hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy, Theravada. Chư Tăng phải thọ đủ 227 giới. Trong đó thì có một số giới như là không sát sinh, nhưng mà được ăn thịt cá với tạm tịnh nhục, nghĩa là không nghe, không nghĩ và không thấy con vật đó bị giết để cho mình ăn, thì bạn sẽ được ăn. Không ăn sau giờ ngọ là 12 giờ trưa, không tụ tập chỗ đông người, không dùng nước hoa mỹ phẩm, không chung đụng với người khác phái. Người đứng đầu là cái bậc trưởng lão. Thanh niên thì phải vào chùa làm lễ xuất gia gieo duyên trước khi vào đời. Cả Campuchia chỉ có xá lợi Phật duy nhất ở cố đô Ao Dong, tỉnh Kampong Sipor, cách Phnom Penh 42 km. 17. Mùa cung đình, di sản văn hóa thế giới phi vật thể với hình ảnh các Apara, tiên nữ và mùa dân gian là hai thể loại văn hóa đặc trưng của Khmer. Lam Thông là điệu dân vũ phổ biến nhất. Bài hát phổ thông nhất là Okphai Chanty, cây điều, còn gọi là đào lộn hột. 18. Nếu bạn chưa biết thì tiếng Việt là ngôn ngữ phổ biến nhất ở Campuchia, chỉ sau tiếng Khmer. Vâng, anh em không nghe nhầm một chút nào. Số người Khmer biết tiếng Việt gấp cả trăm lần người Việt biết tiếng Khmer. Thủ tướng, nhiều bộ trưởng và quan chức của Campuchia đều nói và viết được tiếng Việt. Tiền đồng Việt Nam cũng được dùng khá là phổ biến, chỉ sau đồng Real Campuchia và sau đô la Mỹ. Chỉ thế thôi cũng đủ thấy sự thân thiết rồi. 19. Tết Chon Chanam Thamay vào năm mới, người Campuchia đón chung với Lào, Thái Lan và Myanmar từ 15 đến 17 tháng 4 hàng năm. Giao thừa thì không cố định mà tùy theo từng năm, có khi lại vào ban ngày. Tết Khmer đơn giản, chủ yếu là nghỉ ngơi, thăm viếng cha mẹ người thân và đi viếng chùa mà thôi. 20. Chân lý của Phật giáo là đặc trưng bản chất thật thà của người Khmer. Họ tuân theo giới luật, cố ý tránh xa sự trộm cắp, lấy của không cho. Hiếm thấy nạn ăn cắp vặt, móc túi hay chấn lột người mua. Xe hơi để ngoài đường không ai dám bẻ kính, gỡ mác hay tháo mâm. Gia súc gia cầm thả rông, nông sản thu hoạch bỏ ngoài đồng thoải con gà mái luôn. Cuộc sống quá lý tưởng đi mà. 21. Đối với người dân nước này, đầu tóc là một thứ linh thiêng nên người ta tối kỵ xoa đầu nhau. Anh em nào mà thích ngôn tình đi qua đây tán gái, đừng có mà xoa đầu ở cô gái ở đây nhá. Xoa và ôm mất lượt luôn đấy. 22. Nông nghiệp ở quốc gia này chưa lạm dụng phân bón, thuốc trừ sâu quá nhiều. Có lẽ vì thế mà người dân ít bị bệnh nhờ ăn uống lành mạnh. Gia cầm gia súc đều thả rông, còn thủy và hải sản đánh bắt tự nhiên nên có vẻ chất lượng hơn. 23. Rừng còn nhiều nên người dân khai thác gỗ có vẻ rất là thoải mái.
biết bao nhiêu bàn giường toàn là nguyên miếng, dày 20cm trở lên. Đường kính thì có khi phải vài mét. Nhưng mà bây giờ bảo vệ môi trường sinh thái, các bạn cũng nên bớt dùng đồ gỗ đi nhá. 24. Khẩu vị người dân ở đây chủ yếu là ngọt, béo, chua cay và đắng. Trên bàn ăn, nhất là ăn sáng, luôn có một hũ đường cát và ly nước sôi để trụng muỗng, đũa. Món ăn thì không được nấu sẵn mà luôn chế biến tại chỗ, đảm bảo độ thơm ngon nóng hôi hổi. Nghe cũng có vẻ ngon lành đấy chứ. Tiếc là Taka chưa dịp được ăn món Campuchia nào hết. Anh em nào ăn rồi thì để lại chia sẻ dưới bình luận nha. Thêm vào đó đừng quên like video này nha. 25. Quảng cáo nước này tràn ngập bia rượu, nhưng mà người dân thì chỉ khoái nước ngọt mà thôi. Các đặc sản từ Thnot như nước ngọt, nước chua, bia lên men, chè, đường bán rất là chạy tại quốc gia này. Đúng là đất nước ưa thích sự ngọt ngào. Người Khmer tối kỵ đụng chạm các phái nếu không được sự đồng ý, kể cả là bắt tay, nhất là ở các vùng quê. Thế nên đừng tỏ ra thân mật sùng xã quá khi ở đây các bạn nhé. 27. Con người nơi đây rất biết tôn trọng di sản lịch sử. Quốc lộ 6 từ Phnom Penh lên Siem Reap, đoạn đường qua huyện Chikareng, phải uốn cong để tránh và bảo tồn hàng chục cầu đá ong cổ. Cả nghìn năm nay rồi, những cây cầu gần như nguyên vẹn, không mất lấy một viên đá. 28. Các tín đồ Angkor thường để lại hoa sen dưới chân tượng Phật, bởi hoa sen là một trong những biểu tượng gắn liền với truyền thống Phật giáo. Chúng ta thường thấy hình ảnh Đức Phật ngồi trên tòa sen, nghe rất là có ý nghĩa, đúng không nào? Theo truyền thống thì sinh nhật không được tổ chức ở Campuchia. Người già thậm chí có thể không biết ngày sinh của mình. Hầu như ở đây, họ không tổ chức tiệc tùng vào ngày này, dù ở bất kỳ độ tuổi nào đi chăng nữa. Nghe có vẻ hơi buồn, nhưng mà tiết kiệm được khối tiền đấy. 30. Người Campuchia tin rằng đếm tiếng tắc kè kêu sẽ cho biết bạn sẽ cưới ai. Nghe lạ lùng nhưng mà đầy thú vị. Bạn nào tò mò thì cũng thử xem nhá. Tiếng kêu đầu tiên có nghĩa là bạn sẽ kết hôn với một người độc thân. Tiếng thứ hai là một người quà vợ. Còn tiếng thứ ba trở lại là người độc thân. Và cứ thế mà tiếp. Tiếp tục đếm cho đến khi con tắc kè dừng kêu thì thôi. Và video này đến đây thì cũng là kết thúc mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và nhớ là subscribe Taka Channel ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của mình. Chân thành cảm ơn anh em.